chào mọi người nhé. Hôm nay mình có một cái lô trúc ủ này. Chỗ này nếu mang về hết thì nó rơi vào khoảng độ tầm 5-7.000 cây. Rồi, quay nhé. Nếu mà xếp đầy đây là thành một là có khoảng 1 vạn cây. Khoảng độ tầm 10 đến 15 ngày nữa là bật nọc rồi. Toàn cây to và thân đều. Cây bé thì nó cao tầm 1m4, cây to thì nó cao tầm như loại này nó cao tầm 2m. 2m đến 2m rưỡi. Loại này thì mình giao xỉ nha các bạn nhé.